À, bên mình mới về cào cào điện Xerox Stormy nha mọi người. Con này thì công suất cực đại của nó là 22.500W, pin 90V, 48Ah, chạy hơn 100 cây số mới hết hết pin nha. Tốc độ tối đa của dòng này là 110 km/h. Từ 0 lên 100 trong vòng 5 giây nha mọi người. Xe bao lực luôn, dàn phuộc là hàng cao cấp hết. Đó, anh em nhìn cái phuộc sau nè. Đó, là đây nhông xanh dĩa đó, rất là bự nha. Tăng tốc bao lẹ luôn. Rồi bây giờ bên mình test thử cho anh em coi. Đó, con này dễ dở đầu lắm nha mọi người. Mạnh lắm. Có turbo luôn nha. Đó, anh em thấy chưa? Xe này là xe xăng là chạy không lại nữa đâu nha. Cái moment xoắn nó cao lắm. Anh em nha, từ 0 lên 100 trong vòng 5 giây. Chiếc này là đầu tiên tại Việt Nam luôn. Anh em muốn sở hữu em nó thì liên hệ 0938 60 60 60. Đó, xem là test xe tại Đồng Nai nha. Dàn phuộc của con này là không có gì để nói nữa, là nó rất là xịn nha, hàng dữ lắm. Xe này là chỉ có châu Âu xài thôi.